kinh nghiệm ở đó. Nếu anh ấy muốn ra đi thì đã không đặt bút ký hợp đồng mới. Tờ The Sun cho hay Chelsea sẵn sàng trả 50 triệu bảng cho Juventus để đổi lấy chữ ký của hậu vệ Alessandro. Được biết, cầu thủ 26 tuổi cũng ngỏ ý muốn được khoác áo The Blues khi từ chối gia hạn hợp đồng với bà đầm già. Trước những tin đồn liên quan đến tương lai của Julian Draxler, phía Paris Saint-Germain đã phải lên tiếng. Theo lời huấn luyện viên Unai Emery, ngôi sao người Đức sẽ không rời Paris Saint-Germain ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.